Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phi Sơn, là admin của KNT Base giải mã ảo thuật. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trận màn ảo thuật rất là hay để các bạn chơi đám em của mình nè các bạn. Đây, mình có một bộ bài bình thường, trẻ, trẻ đi, trẻ lại. Rất là thoải mái, trẻ ha. Rồi, trò này là một trò các bạn chơi là im lắm luôn á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình nha. Bạn nào mà muốn liên hệ với mình thì cứ xuống phần comment, mình có bỏ cái link Facebook ở dưới nha. Này. Rồi. Mình lấy ra cho khán giả chọn một cây bất kỳ. Này, chọn một cây bất kỳ. Rồi. Mình sẽ dùng một cây dứt lông đánh dấu X lên. Cây cái đầm này ha. Rồi, đánh dấu X lên. Rồi, đánh dấu X lên cây đầm. À, đánh dấu X lên nha các bạn. Rồi, mình sẽ ảo thuật để cho cái dấu X này biến mất và nó sẽ xuất hiện lại trên tay mình. Đây. Nào. Đây, biến mất và nó xuất hiện trên tay mình. Đây, xuất hiện trên tay đây. Đấy, một trò rất là hay phải không bạn? Đấy, thì làm sao để làm được như vậy thì chắc là các bạn biết rồi, nhưng mà bạn nào chưa biết thì mình nói luôn, thì các bạn có thể chơi đàn em được. Mình có một cây dứt lông, hai cây luôn chứ. Cái cây này á là cái cây có thể bôi được, cây có thể bôi được ha. Mình đánh dấu X lên mình bôi thì nó mất à, chà thì nó mất. Còn một cây, cây này thì cây bôi không được, cây này viết lên là nó dính luôn á à, thì mình sẽ viết cái cây mà bôi không được viết lên cái tay mình trước à, rồi sau đó là mình giấu cái tay này, rồi mình lấy một cái cây mà bôi được á thì mình về giả bộ mình đánh dấu X lên à, đánh dấu X lên mình chà chà cho nó mất, rồi mất rồi nó sẽ xuất hiện lại trên tay mình. Đấy, cái này là dễ chơi mấy đứa nít lắm nè các bạn. Rồi, trò này đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Rồi, cảm ơn các bạn xem video của mình nha. Thì mai mốt mình sẽ có nhiều trò hơn nữa để hướng dẫn các bạn. Thì các bạn đăng ký kênh mình nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.